Xin giới thiệu với các bạn nhé, đây là táo đỏ hay còn gọi là táo tàu mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đông y hay trong ẩm thực nhé. Và mình mời các bạn cùng tìm hiểu với mình sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực miền quê. Hôm nay ẩm thực miền quê xin giới thiệu với các bạn nhé, đây là táo đỏ hay còn gọi là táo tàu, một loại táo rất là quen thuộc và chúng ta có thể sử dụng nó nhé. Táo đỏ đại bổ nhưng những người này ăn vào chẳng khác gì tự đầu độc các bạn nhé, thì mình mời các bạn cùng tìm hiểu ở cái video này với mình ạ. Từ lâu thì được xem là một loại thần dược nhé, với công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như bổ máu, an thần, tăng cường miễn dịch ạ, và rất là nhiều tác dụng khác ạ. Tuy nhiên một số người đặc biệt cần thận trọng hoặc tránh xa nhé táo đỏ để tránh bị những tác dụng phụ không mong muốn khi chúng ta sử dụng nó nhé. Nhưng trước tiên thì mình sẽ kể đến với những công dụng tuyệt vời mà táo đỏ mang lại đối với sức khỏe. Thứ nhất là ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư. Thành phần vitamin C, axit có trong táo đỏ có thể giúp ức chế tiêu diệt các tế bào ác tính, ngăn chặn không cho ung thư lây lan các bạn nhé. Thứ hai là tốt cho hệ tim mạch. Táo đỏ cung cấp nhiều kali giúp ổn định huyết áp, phòng chống các bệnh lý về tim mạch ạ. Thứ ba là tốt cho hệ tiêu hóa. Chất xơ trong táo đỏ có tác dụng ổn định chuyển động ruột và ngăn ngừa táo bón, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng và cải thiện sức khỏe đường ruột ạ. Thứ tư là tốt cho hệ tuần hoàn. Chất sắt và phốt pho trong táo đỏ làm tăng sản xuất tế bào hồng cầu, kích thích lưu thông tuần hoàn máu trong toàn bộ cơ thể các bạn nhé. Ngoài ra các chất dinh dưỡng có táo bò trong táo đỏ ấy còn giúp loại bỏ được độc tố trong máu hay là thanh lọc cơ thể ạ. Thứ năm là chống hay là kháng khuẩn, chống virus nhé. Flavonoid và vitamin C trong dược liệu này có đặc tính kháng khuẩn, chống lại sự thâm nhập hay là xâm nhập của vi trùng, virus như cảm cúm xâm nhập vào cơ thể ạ. Thứ sáu là tốt cho hệ miễn dịch. Chất polysaccharide có khả năng trung hòa được các gốc tự do, làm chậm tiến trình oxy hóa trong cơ thể, qua đó cải thiện chức năng hoạt động của hệ miễn dịch ạ. Ngoài ra nó còn có các tác dụng như an thần, chữa mất ngủ, chống co giật, bảo vệ tế bào não nhá, hay kích thích mọc tóc các bạn ạ. Đấy là những cái tác dụng mà táo đỏ mang lại đối với sức khỏe mà chúng ta cần biết đến ạ. Nhưng tất cả những cái tác dụng trên vẫn có những cái là chúng ta nhưng với những người không nên ăn táo đỏ, thì những người thuộc vào những trường hợp sau thì không nên ăn táo đỏ hoặc là hạn chế ăn táo đỏ một cách tốt nhất nhé. Thứ nhất là người bị tiểu đường, trong táo đỏ có lượng đường khá lớn, nếu ăn nhiều sẽ dẫn đến như sự tăng đột biến về lượng đường trong máu ạ. Đặc biệt là nguy hiểm đối với những người mắc bệnh tiểu đường. Vì vậy để đảm bảo sức khỏe và ổn định lượng đường trong máu, những người bị bệnh tiểu đường thận trọng khi tiêu thụ táo đỏ nhé. Nhất là nên hạn chế hoặc thậm chí tránh ăn táo đỏ hoàn toàn để không bị tránh cái tình trạng biến chứng của bệnh tiểu đường các bạn ạ. Đấy chính là cái trường hợp mà thứ nhất mà mình kể đến đấy. Các bạn là nếu mà gặp phải trường hợp như nếu mà bị tiểu đường hoặc là chướng bị tiểu đường thì chúng ta nên tránh táo đỏ này ra các bạn nhé. Biết là nó tốt nhưng mà tốt với rất nhiều người nhưng với bệnh nhân tiểu đường thì nó lại là rất là hại đấy ạ. Thứ hai là người bị đau bị đầy bụng nhá, khó tiêu các bạn ạ. Táo đỏ có tính nóng có thể gây ra một số vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là khi tiêu thụ quá mức có thể gây ra các triệu chứng như đầy bụng, khó
khó tiêu, thậm chí là táo bón. Nên là với trường hợp này cũng chúng ta cũng không nên dùng táo đỏ nhé. Thứ ba là người bị cảm lạnh hoặc là sốt. Táo đỏ được biết đến với tính ấm vốn có, khi tiêu thụ táo đỏ có khả năng làm tăng nhiệt độ trong cơ thể, giúp làm ấm tỳ vị và tăng cường lưu thông khí huyết. Chính vì thế táo đỏ không phải là lựa chọn lý tưởng cho những người đang bị cảm lạnh và sốt ạ. Thứ tư là phụ nữ mang thai nhé. Một số tế bào trong táo đỏ có thể tương tác với thuốc gây ra các phản ứng không mong muốn ở một số người. Táo đỏ có tính ấm, nếu sử dụng quá nhiều có thể gây nóng trong táo bón, hay là đặc biệt là trong giai đoạn thai kỳ khi hệ tiêu hóa rất là nhạy cảm. Đối chị em phụ nữ khi mang thai thì hay bị tình trạng táo bón, cho nên là cũng hạn chế ăn táo đỏ các bạn nhé. Thứ năm là người đang dùng thuốc. Táo đỏ có khả năng tương tác với thuốc dẫn đến giảm tác dụng của thuốc. Do đó nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, dù là thuốc kê đơn hay là thuốc không kê đơn nhé, hãy luôn tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi chúng ta bổ sung táo đỏ vào chế độ ăn uống của mình để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé, cho sức khỏe ạ. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn táo đỏ, tuy là nó rất tốt nhưng những người mình vừa kể trên ấy, 5 trường hợp mình vừa kể trên ấy, thì hãy tránh xa táo đỏ ra để tốt cho sức khỏe. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ, ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình ạ. Yến mình đã chưng được 30 phút các bạn nhé. Và các bạn để cho mình nó đã nguội bớt rồi, chúng ta có thể lấy ăn nóng hoặc ăn nguội tùy theo các bạn nhé. Đây ạ, yến rất là đặc như thế này. Nếu mà các bạn mua yến xào sẵn ấy, thì nó không bao giờ được đặc như thế này nhé. Mình sẽ múc ra bát là có thể thưởng thức ạ. Từng này thì chúng ta có thể chia ra uống từ 5 ngày đến 1 tuần nhé. Không cần phải uống đặc, uống nhiều quá sẽ nó sẽ lãng phí nhiều các bạn ạ. Mình mời các bạn thưởng thức với mình nhé. Các bạn có thể ăn nóng hoặc ăn nguội đều được hết nhé, ăn lạnh đều được ạ. Với một cái tai yến này các bạn dùng cho mình 30g đường phèn là chúng ta có thể chưng với độ